Mình mới mua một cây khoan nè các bạn. Thì cái cây khoan này á, mình cũng có coi review nhiều ở trên Top Top rồi. Bữa nay mình mua nè. Cái cây khoan này cầm lên nặng tay lắm nha các bạn. Là chưa có cục pin nha. Là nó nặng lắm đó, chứ nó không có nhẹ đâu. Cái cây khoan này thì gồm có 20 cấp độ trượt nè các bạn. Số 20 nè. Thì ở đây có mũi tên nè. Mình ở đây là bây giờ hiện tại là mình đang dặn nó cấp 12 nè các bạn. Thì mình có ấy mình dặn lên nữa. Nó có chế 3 chế độ khoan nè các bạn. Ở đây là khoan tường nè, khoan búa nè. Ở đây là khoan sắt rồi nè, khoan gỗ. Ở cái lỗ này nè là để gắn cái tay cầm này vô nè các bạn. Gắn tay cầm này vô. Cái nút này thì nút chuyển đổi cho nó quay đảo chiều hay là đúng chiều. Ở đây là mình gắn thử vô nè. Ở đây hai viên pin nha các bạn. Hai viên pin nè. Ở đây thì mình có ghi là 6A. Một viên, hai viên. Với một cái hộp sạc các bạn. Cái hộp này là để sạc cái cục pin nè. Mình gắn thử vô thử coi. Thì khi mình gắn vô thì ở đây nó cháy đèn các bạn. Rồi bắt đầu mình bóp cò nè. Bóp cò thì ở đây nó cũng có cái đèn. Motor này thì không chổi than nha các bạn. Khoan mạnh lắm. Mình cầm lại mình chịu, mình giữ là nó không có... Mình giữ không có được đâu các bạn. Nó xoay mạnh. Có pin nữa là nó cầm nặng lắm nha các bạn. Nặng tay lắm á. Thì một bộ nó gồm có mấy món đó các bạn. Hai pin, một cái thân khoan với một cái hộp sạc. Cộng với người ta cho mình một cái hộp nè các bạn, để cái khoan này vô. Các bạn có mua cái khoan này thì mình nhấn cái link ở phía dưới nha, mình có để á, màu vàng vàng á. Mình thấy cái khoan này được đó các bạn, im đó.